Hello mọi người, hôm nay bếp nhà bé bự sẽ làm món kim chi. Món kim chi này nhiều người làm lắm rồi, nhưng mình thấy mình làm cách này hình như chưa có ai làm qua. Cách này mình học từ người chị của mình. Cái cách pha nước sốt đó, một hồi nó sẽ có cái món này lạ lắm mà mình thấy họ chưa ai bỏ vô. Nói chung cái này kim chi này cũng chế tùm lum hết rồi, nhưng mà mình ăn thấy nó ngon. Mình ăn thấy ngon thì mình chia sẻ. Hôm nay mình đi chợ đó, mình thấy nó bán này nè, nhưng mà nó không có được tươi cho mấy. Thôi kệ, một cái bắp này là 1,5 kg nha, ký gửi thứ hai thì cũng được. Bây giờ mình cắt nó ra theo sở thích của mình nè, mình ăn bao nhiêu mình cắt bấy nhiêu nè. Quên nữa, trước khi cắt cái này mình cũng nói thành phần nha. Thì thành phần nước sốt thì một hồi mình sẽ nói sau. Còn cái này nè, cái này ha, ở đây mình có hành nè, ai muốn ăn hẹ bỏ hẹ vô cũng được, củ hành trắng, cà gót, gừng, ớt, với 1/3 một một mấy bắp cải này mình xài 1/3 muối nha, để mình ớt mình ủ hết đó. Ai muốn ăn thêm một À ớt mình thì bỏ quên, một ớt vô còn luôn một củ tỏi khoảng đó. 10 tép nữa nha mọi người. Vậy ha, bây giờ mình làm nè. Mọi người thông cảm nha, cái này không có chuyên nghiệp gì hết nên làm nó lu bu lắm, cắt tùm lum hết. Mình cắt theo sở thích mình đi. Cái này cũng không phải là kim chi Hàn Quốc mà cũng không phải kim, nói chung là Việt Nam nhiều hơn đó. Ở bên đây cái này bữa nay mình mua nó sale còn 3 đồng 99, tiền Úc á, chứ mọi lần là 4 đồng mấy, 5 đồng. Cái này nhìn là biết nó chuyên nghiệp rồi nè. Wow, một bắp cắt ra cũng nhiều quá hả. Mình nhắc lại cái này là mình ăn ngon mình chia sẻ, chứ mình không phải là chỉ về dạy nấu ăn đâu nha. Mọi người đừng có nghĩ mình là phải dạy nấu ăn, không có nha. Ăn ở nhà thấy ngon thì chia sẻ cho mọi người xem. Cho mình sẽ đổ nó ra đây, sẽ đổ nó ra đây. Mình ớt nó từ từ vậy đó. Mình để nó vậy, mình không có nhúng nước nha. Mình sẽ ớt nó từ từ. Hay vì cái này mình cắt sẵn thì nó mau ha. Mà kệ đi. Đây. Coi nó gì chứ mà nó dạt chứ. Mình nấu 1/3 chứ cũng còn một ít nè, không bỏ hết. Để mình để nó qua một bên đi ha. Để nó 46 tiếng. Thì bây giờ trong thời gian để 46 tiếng này mình sẽ nấu nước sốt cho mọi người xem nó nước sốt nó ra sao nha. Để mình dọn dẹp cái này mình quay lại ha. Cái này vừa kim chi mà vừa giống như mình làm ngâm chua ngọt vậy đó. Ăn liền. À, mình thấy ngon thì mình chia sẻ, mình nói trước đây. Cái này 1/8 nè, mình dùng 4 cái này ha. 2 3 4. Là cái này nửa khắp đường rồi ha.
mình quên giới thiệu là trong thành phần này nè mà mình có cái món này đây, cái nước sốt mà để chấm gà ăn của Thái nha mọi người, cái loại ngọt á nè, đây là cái mớ lạ của mình là trong cái nước sốt để trộn kim chi là có cái này đây, chứ mình không có dùng như mọi người là bột nếp hay bột gạo gì đó, mình không có dùng cái đó nha, hay là táo rồi mình không có dùng. Ở đây mình có nước mắm ngon, ở đây mình có giấm nữa, thì cái này kim chi này giống như là ngâm chua ngọt vậy đó. À, bây giờ mình sẽ nấu nước giấm trước cho nó tan ra. Giấm thì mình sẽ cho cũng nửa khắp luôn, nửa khắp đường nửa khắp giấm luôn bằng nhau. Mình cũng cho nửa khắp nước luôn nha, đây nửa khắp nước. Bây giờ cái này mình sẽ nấu cho nó tan ra, mình để nguội, xong rồi khi nào mình làm cái này nè, cái này mình ngâm 4-5 tiếng gì đó, cái này nó cũng nguội rồi, mình sẽ pha cái này vô, mình cũng cho cái này nửa khắp luôn, chỉ có nước mắm là 1/4 thôi nha, hoặc là mình có thể mình giảm bớt, là mình coi cái độ này mặn ra sao ha. Bây giờ mình đi nấu nước giấm. À, thì trong thời gian mình nấu nước giấm đường á thì mình sẽ làm mấy thứ này nha. Mấy cái này ai cũng biết rồi, nhưng mà tại vì mình nói chuyện với mọi người cho vui nên mình vừa bào vừa nói ha. Bây giờ mình đi rửa này, mình bào. Đây mình bào, mình rửa xong rồi đây. Này ai tùy theo sẽ thích nha. Có người bỏ thêm hẹ, có người bỏ cái này có hành tây nữa mà mình quên mua một chút mình bổ sung sao. Mình bào cái này cho nó lại. Cái phần này là mình quay chơi vậy thôi, các bạn biết hết rồi thì bấm cho nó qua đi. Còn buồn buồn thì ở đây tâm sự nói chuyện với bé Bự cho vui. Đây nó ra đựng đóng này nè. Lẹ ha. Gừng cũng vậy, thích bỏ nhiều thì nhiều, ít thì ít. Cái gừng này mình xài ở nhà, còn như đó thì mình xài như đó. Kim chi thì có nhiều loại kim chi, có kim chi Hàn Quốc ha. Có nấu bột nếp rồi đó. Mình cũng thử qua hết rồi nhưng mà mình cảm thấy không thích. Hay là táo rồi xay nhuyễn nha, mình ăn thấy nó lợn cợn trong cái miệng mình quá, mình không thích. Vậy mà mình cảm thấy kim chi kiểu Việt Nam nó ngon hơn. Thôi mình bào tới đây cho mọi người xem, rồi mình bào tiếp, rồi mình làm mấy cái này cắt rồi ai cũng biết rồi, chứ để dài dòng mất thời gian mọi người quá. Thôi giờ mình ngưng, mình chờ 4 tiếng 6 tiếng thì mình quay lại làm nha. Thì đây là mọi người, cái cải của mình ớp muối á, mình ớp được 4 tiếng rồi, mình xả rồi 3 lần hoặc 4 lần nước rồi. Bây giờ mình cảm ăn thì cảm thấy nó không có mặn nha mọi người. Rồi cái củ hành trắng, củ hành củ cải trắng, củ cải đỏ gì đó, hành rồi gừng đồ mình cũng cắt sẵn thôi ha. Còn cái này á, hồi nãy mình giới thiệu nguyên liệu á, mình quên là tỏi. Mình cho nguyên một củ tỏi luôn, khoảng 10 tép hay bao nhiêu á, 10 12 tép hay 8 tép gì đó tùy mọi người. Mình cho mấy cái ớt, nhà mình thì ăn cay lắm nên mình cho ở đây 8 trái ớt hiểm luôn đó. Ở đây một muỗng canh ớt ớt bột loại này của mình rất là cay nha. Thì mọi người ai không ăn cay thì gia giảm, cái này có loại không cay nữa nhưng cái này cay lắm.
Nước giấm đường mình cũng nấu nó nguội rồi. Bây giờ mình chuẩn bị mình trộn kim chi nha. Thì mình sẽ dùng cái thau này luôn, mình rửa sạch sẽ, mình lau chùi sạch sẽ rồi mình trộn nó nha. Mang bao tay vô trộn. Cái này ớt cay lắm. Ai mà ăn kim chi cái chung bé bự là ăn không nổi luôn đó, nó cay vậy đó. Ở đây đổ nước giấm vô nha. Đó. Nó kẹo kẹo vậy đó. Ha. Rồi nước mắm ngon thì mình sẽ cho một cái này 1/8 nè, mình sẽ cho hai cái này là 1/4. Nó chừng 4 muỗng canh ăn phở á mọi người. Hai cái á. Mình coi coi nó vừa ăn hay không. Còn cái sốt là để chấm gà ăn á. Rồi mình cho nó vô nửa khắp ha. Khúc này ai thích ăn tương ớt con gà thì cho vào 2 muỗng canh nữa nha. Rồi mấy thứ này mình sẽ bỏ nó vô hết một lần luôn ha. Bỏ nó vô. Giờ sẽ trộn nó lên. Quậy nó lên nó làm sao. Cái này nó chua chua ngọt ngọt cay kinh khủng. Mình thử không biết coi, rất là ngon luôn á. Nó sốt này ngon lắm. Rồi giờ mọi thứ này bỏ vô hết. Mỗi lần mình làm hai cái bắp cải á, mình cho nó như đây nè, mà bữa nay mình làm có một bắp à, mà mình cho nó nhiều quá. Bây giờ mình sẽ cho cái này vô luôn. Trời ơi, nó bốc có mùi cay lên không? Có mọi người ở đây là nghe cái mùi cay là hết hồn luôn á. Cái kim chi của mình là nó không có đỏ. Nó không có đỏ như kim chi Hàn Quốc. Tại cái bột ớt nó không có màu như cái bột ớt Hàn Quốc ha. Cái này nhìn nó giống Việt Nam không nè. Mình trộn đều lên rồi mình bỏ vô vô cái hũ á, bỏ vô tủ lạnh vài tiếng sau là mình ăn rồi. Mình làm cái này mình để dành ăn mì gói nè. Mới trộn ăn thử thôi nghe nó giòn không mà nó rất là cay nha mọi người, nó cay dữ lắm. Nói rồi ai tại mình cứ thử đi rồi mình gia giảm theo mặn ngọt thì mình thấy ăn. Để mình thử coi, mình thấy ăn vậy là vừa nè, nó không mặn không ngọt nha, nhưng mà mình để mình ăn từ từ nó sẽ thấm thêm, mình nó đậm đà thêm nữa. Kim chi chế tại nhà. Mời các bạn. À rồi, ok mình trộn tới đây thôi nè. Rồi mình trộn xong rồi. Bây giờ mình để đây, mình lấy hũ mình bỏ vô tủ lạnh ăn từ từ nha.
Cảm ơn mọi người đã xem video của bếp nhà bé Bự nha. Nếu thấy thích thì hãy đăng ký ủng hộ cho bé Bự làm những video kế tiếp nha. Nếu có gì thì bình luận bên dưới cho bé Bự biết ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you.